Thưa quý vị, sáng nay Sở Văn hóa Thể thao khai mạc cuộc thi tuyên truyền ca khúc cách mạng kỷ niệm 60 năm chiến thắng Bình Giã, 2 tháng 12 năm 1964, 2 tháng 12 năm 2024, gắn với kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2024. Sở Văn hóa Thể thao cho biết, cuộc thi tuyên truyền ca khúc cách mạng lần này là một trong nhiều hoạt động thiết thực được tỉnh tổ chức nhân dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Bình Giã và 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Qua đó, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, tạo không khí vui tươi, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong quần chúng nhân dân, cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh sinh viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đây cũng là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, lý tưởng cách mạng, biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu anh dũng vì độc lập tự do, hòa bình và thống nhất tổ quốc đến các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Cuộc thi diễn ra trong 2 ngày 18 và 19 tháng 10 với 109 tiết mục tham gia dự thi.